Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay sẽ học chữ đờn. Chữ đờn. Mình sẽ biến chữ đờn này thành trái đất nha. Ông là càng nói sẽ bay. Yeah, trái đất. Trái đất ơi đờ đờ. Mình đã sống trên trái đất đó bạn. Trái đất này là chung. Trái đất này là chung mình và bông xanh và cái trời cao và cái trời xanh. Mình sẽ biến cái đất này thành cây đàn nha. Mình là cành là thiên mọi. Yeah, cây đàn nãy mình ở nhà đó, nãy mình đàn nè. Từng tinh 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 tinh. Anh có đàn piano mà không có cây đàn. Không phải còn mua cây đàn với đánh trống mà nó mất lắm. Mất lắm, cao lắm, lớn cao. Cây đàn lớn. Sẽ biến cây đàn này thành con đơ đớ ra. Ở là cây đàn điểm. Chúng ta cài đã thấy mọi nha. Còn nồng nóng. Tôi nấu khó. Đèn nấu ngáy á. Bữa tới nó về hình thấp sáng. Tôi sẽ biến tên nồng nóng này thành trái dư tưởng nha. Chúng ta cài đã thấy mọi. Yeah. Trái đu đủ. Đu đủ ăn rất là bổ lắm đó các bạn. Bạn có thích ăn đu đủ không? Đây là tập sách vở của mình đây. Đây nè. Thank you.